Veron là một tài năng xuất chúng, còn các người thì chẳng biết cái quái gì về bóng đá cả. Sir Alex Ferguson thét lên trong một buổi họp báo vào tháng 5 năm 2002. Từ trước đến nay, nhà cầm quân người Scotland chưa bao giờ ngần ngại trong việc sử dụng những biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh các học trò. Sir Alex đã từng sút một chiếc dè vào thắng Malcolm Beckham, đã từng nạt nộ Evra dù anh đang thi đấu rất tốt, hồng răng đè những cầu thủ khác, và cũng từng la mắng Ronaldo tới mức anh phải phát khóc. Với Sir Alex, ngôi sao duy nhất chính là đội bóng, và tất cả những ai bất tuân triết lý đó đều cần phải được giáo huấn một cách phù hợp. Dẫu vậy, vẫn có một trường hợp ngoại lệ, Juan Sebastian Verón, một người dù có thi đấu bết bát và kém hiệu quả đến đâu, vẫn luôn được Sir Alex hết mực yêu thương và bảo vệ. Dưới góc nhìn của truyền thông và các cổ động viên, Verón làm ra hợp đồng thất bại. Nhưng theo nhận định từ những đồng đội đã từng sát cánh bên cạnh Verón, từ những huấn luyện viên đã từng dẫn dắt anh, thì Verón lại là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mà họ từng biết. Vậy đâu là nguyên nhân khiến cho ý kiến của đám đông về tiền vệ người Argentina bị chia rẽ đến như vậy? Điều gì đã xảy ra với Juan Verón trong suốt những năm tháng mà anh chinh chiến tại xứ sương mù? Và trong video hôm nay, hãy cùng Cảm Show đi tìm câu trả lời. Mùa giải 99-2000, Lazio đã vô địch Serie A cùng với một tập thể bao gồm hàng loạt danh thủ như Nesta, Mihailovic, Neves hay Simone. Mà ở đó, Juan Verón chính là hạt nhân của đội bóng, là chân truyền thượng hạng, nắm giữ vai trò kiến thiết trong lối chơi của Biagio Celeste. Trước những màn trình diễn thượng hạng của Verón, đến cả một huấn luyện viên khó tính như Alex Ferguson cũng phải mê như điếu đổ. Để có được chi kiến của Verón, Man United đã không ngần ngại chi 28 triệu bảng, biến Verón trở thành thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh lúc bấy giờ. Sir Alex Ferguson tin rằng, với đôi chân ma thuật và khả năng sáng tạo vô biên, Verón sẽ đưa Man United bay lên thiên đường. Mike Phelan, huấn luyện viên của đội dự bị Man United ngày đó nhớ lại: hiếm có cầu thủ nào tạo được ấn tượng đầu tiên sâu sắc như Verón. Cậu ta xuất hiện ở Carrington khi mà cả đội đang tập, dừng xe ở ngoài rồi đi thẳng vào sân. Buổi tập liền tạm dừng. Các cầu thủ ai nấy đều trầm trồ kinh ngạc. Ô, Verón kìa! Scholes, Giggs, Keane, tất cả đều lần lượt bắt tay Verón. Cậu ấy như đang tỏa ra một vầng hào quang vậy. Đến bây giờ, Rio Ferdinand vẫn còn nhớ như in trước những pha Rabona hay cú sút từ giữa sân của Verón trong những buổi tập. Anh ấy đã ghi một trong số những bàn thắng đẹp nhất mà tôi từng thấy trên sân tập. Đôi lúc các đội đã phải dừng lại để dành những lời tán dương cho Verón vì những điều phi thường mà anh ấy có thể làm được. Bên cạnh sự phấn khích trước bản hợp đồng bom tấn, không ít cổ động viên Man United cũng đã bắt đầu thắc mắc rằng Verón sẽ thay thế ai tại hàng tiền vệ khi mà những thành viên của thế hệ 92 như Scholes, Beckham, Giggs và cả thủ quân Keane đều là những cá nhân xuất sắc không kém. Là một tín đồ trung thành của sơ đồ 4-4-2, Sir Alex cũng hiểu rất rõ những hạn chế của sơ đồ này. Thất bại dưới tay Real Madrid ở vòng tứ kết Champions League 99-2000 lại càng khiến cho Sir Alex có thêm động lực để thay đổi cách chơi. Còn Verón thì lại chính là cái tên được kỳ vọng sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào sân Old Trafford. Phù thủy nhỏ đã có một màn chào sân tương đối mỹ mãn khi anh được bầu chọn là cầu thủ hay nhất Premier League tháng 9 năm 2001. Chứng kiến những đường kiến tạo không tưởng của Verón trong trận đấu gặp Blackburn cho Giggs hay cú đá phạt hoa mỹ trong màn đối đầu với Bolton, Nicky Butt đã phải thốt lên: thật phi thường. Một lần nọ, sau khi ăn một tấm thẻ đỏ, tôi đã lo rằng sự nghiệp của mình tại Manchester United chắc hẳn là chấm dứt. Ai mà lại cho tôi ra sân thay vì Verón chứ? Nhưng rồi, chu trận thăng hoa đầu mùa của Quỷ Đỏ cũng chẳng khác gì một tuần trăng mật ngắn ngủi. Trong 7 vòng đấu, kể từ vòng 9 cho đến vòng 15, Sir Alex Ferguson liên tục đưa ra những điều chỉnh về mặt chiến thuật, luân phiên giữa 4-4-2, 4-5-1 và thi thoảng là 4-3-3. Để rồi, nạn nhân bất đắc dĩ của sự xáo trộn đội hình đó gọi tên Verón, khi mà anh vẫn chưa kịp thật sự thích ứng với môi trường bóng đá tại xứ sương mù, cũng như chưa kịp học tiếng Anh để thấu hiểu những truyền đạt của Sir Alex. Kế đó, Verón còn gặp phải những vấn đề nan giải khác. Ở Đức Anh, người ta ít tập luyện hơn. Từ tháng 12, tôi gặp vấn đề về thể lực và liên tục dính chấn thương. Juan Sebastian Verón bộc bạch với 442 vào tháng 3 năm 2021. Phong độ của tiền vệ người Argentina bắt đầu có dấu hiệu trôi sụp trong nửa sau mùa giải 2001-2002 khi gặp chấn thương gót chân Achilles. Tuy vậy, Juan Verón vẫn thi đấu rất tốt ở đấu trường châu Âu, nơi mà các trận đấu được diễn ra với nhiệt độ chậm hơn so với Premier League, giúp Verón có cơ hội thể hiện nhiều hơn. Đáng tiếc thay, Man United phải dừng chân ở bán kết Champions League 2001-2002 vì loạt bàn thắng sân khách. Thất bại trước Leverkusen không chỉ làm cho Sir Alex phải từ bỏ định nghỉ hưu, mà còn khiến cho Verón phải sắm vai con dê chịu tội. Verón trở thành tâm điểm của sự chỉ trích
từ cánh báo chiến, từ người hâm mộ cho đến cả Roy Keane. Chẳng nói đâu xa, trong ngay trận đấu với Leverkusen, Roy Keane đã mắng Veron té tát vì cho rằng anh không chịu đá rắn một cách cần thiết khi Man United bị dẫn trước. Rắc rối tiếp nối rắc rối khi đội tuyển Anh gặp Argentina tại World Cup 2002. Veron lại trở thành mục tiêu của một cuộc săn phù thủy do truyền thông xứ sương mù khởi xướng. Trong cuộc họp cổ đông vào mùa hè 2002, Sir Alex đã đối mặt với hàng chục lời công kích về Veron. Họ chất vấn ông rằng tại sao lại chi quá nhiều tiền cho một cầu thủ người Argentina. Tôi rất quý mến Veron, được sát cánh cùng anh ấy quả là một vinh dự. Thú thật, tôi cảm thấy có lỗi đôi chút vì đã cư xử quá hà khắc với anh ấy. Roy Keane từng tâm sự trên sóng Sky. Các đồng đội tại Manchester United vẫn luôn dành sự tôn trọng cho Veron. Ngoài một Roy Keane nóng tính và cục cằn, chưa ai từng lên tiếng phàn nàn về thái độ chuyên nghiệp hay trình độ chuyên môn của Veron. Theo Mike Phelan, Veron cũng rất muốn được chơi bóng mà cống hiến cho đội chủ sân Old Trafford. Nhưng có lẽ những áp lực về mặt thành tích đã không cho phép Fergie sử dụng Veron nhiều hơn. Kết thúc mùa 2001-2002, Man United chỉ về đích ở thứ 3. Thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ sau mùa giải 91-92, đồng nghĩa với việc United không có nhiều cơ hội thử nghiệm nữa, mà họ phải áp dụng ngay công thức chiến thắng. Để Veron được ra sân, Man United sẽ thi đấu với đội hình 4-5-1, buộc Bosco phải hy sinh chơi như một số 10, trái với sở trường của tiền vệ người Anh. Không riêng gì Scholes, mà Boba, Beckham, Giggs, Keane cũng gặp không ít khó khăn vì họ chưa từng thi đấu trong sơ đồ chiến thuật nào khác ngoài 4-4-2. Bên cạnh đó, Juan Veron cũng không phải là một cầu thủ có nhiều đóng góp ở mặt trận phòng ngự. Tại Lazio, Veron được thoải mái tự do tấn công khi biết rằng ở phía sau luôn có Diego Simeone bảo kê, cùng với đó là một hàng phòng ngự vững chãi về Nesta. Còn tại Man United, Sir Alex đã phạm phải sai lầm chết người khi để James Stam ra đi, và đấy là một khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự mà một lão tướng như Laurent Blanc, 36 tuổi khi đó, không thể nào khỏa lấp. Do đó, việc Veron có mặt trên sân cũng gây ra một sự mất cân bằng giữa mặt trận tấn công và phòng ngự. Nói ngắn gọn, Veron là một cầu thủ mà Fergie đã đưa về vì cảm tính chứ không phải suy tính. Vì quá say mê tài nghệ của Veron, Sir Alex đã cố nhét anh vào giữa hàng tiền vệ vốn đã rất toàn mỹ về Beckham, Keane, Scholes, Giggs, mà bỏ qua một sự thật rằng Premier League vốn không phải là một mảnh đất lành dành cho những nghệ sĩ như Veron. Veron là một cầu thủ tuyệt vời, lý do anh ấy không thể hiện được nhiều là vì Man United khi đó sở hữu một hàng tiền vệ xuất sắc nhất mà bóng đá Anh từng sản sinh, và tôi nghĩ sẽ chẳng có hàng tiền vệ nào hay hơn vậy đâu. Tôi thật sự nghĩ bốn người đó, Beckham, Keane, Scholes, Giggs, là bốn trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mà Man United từng có. Bạn có hai cầu thủ ra sân nhiều bậc nhất lịch sử đội bóng ở hàng tiền vệ đó, một siêu sao tầm cỡ thế giới là David Beckham và Roy Keane, một trong những cầu thủ truyền cảm hứng tốt nhất mà tôi từng biết. Trên thực tế, điều mà Sir Alex cố gắng làm chỉ là bổ sung thêm chiều sâu và cố gắng hòa nhập Veron với bộ tứ tiền vệ này. Nếu bạn còn nhớ, Scholes từng phải đá cao hơn hoặc đá bên cánh trái nếu như Giggs gặp chấn thương, và để Veron đá tiền vệ, nó đã phá vỡ bộ tứ của đội bóng. Lấy ví dụ trường hợp Liverpool với bộ ba Salah, Mane, Firmino. Nếu bạn chiêu mộ một cầu thủ hàng đầu, một trong số họ sẽ phải ngồi ngoài và bạn sẽ có một cầu thủ không vui vẻ trên cái dự bị. Và khi bạn có một bộ ba như thế, tương tự như bộ tứ mà chúng tôi đã từng có, thì bạn sẽ cảm nhận được sự khó khăn. Gary Neville từng lý giải chi tiết nguyên nhân của Veron thất bại ở Man United trên Sky vào tháng 4 năm 2020. Dù đã cùng Manchester United chinh phục ngôi vô địch quốc nội mùa 2002-2003, Juan Sebastian Veron cũng chỉ được đá chính trong 13 lần. Mùa hè 2003, Veron bị bán tháo sang Chelsea với 15 triệu bảng, nhưng cũng nhanh chóng bị Claudio Ranieri cho ra rìa vì những khác biệt trong tư duy chơi bóng. Khi Jose Mourinho lên nắm quyền, Juan Veron cũng bị coi là người thừa vì không đáp ứng được những tiêu chí, đặc biệt là cho mặt trận phòng ngự. The Times thậm chí từng hai lần liệt Veron vào danh sách 53 hợp đồng chuyển nhượng tệ hại nhất lịch sử Premier League. Tuy nhiên, trong mắt cầu thủ từng chơi bóng ở thời đại của Veron, tiền vệ người Argentina vẫn là một ngôi sao lớn của bóng đá thế giới. Anh ấy có thể không thành công tại đây, nhưng luôn là cầu thủ nằm trong nhóm xuất chúng nhất. Cựu trung vệ của Chelsea, Robert Hood chia sẻ: Veron không phải là bản hợp đồng thất bại, anh ấy là một trong những tiền vệ hay nhất thế giới. Về tôi, Veron không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả, Beckham khẳng định. Tôi chưa bao giờ hối hận vì đã gia nhập Manchester United. Nỗi tiếc duy nhất của tôi là không được gắn bó với đội bóng này lâu hơn, Veron bộc bạch với FIFA 2. Sau cùng, thất bại của Juan Veron tại Old Trafford cũng chỉ là một ví dụ cho việc lạ nước lạ cái. Như bao ngành nghề khác, môi trường làm việc nói chung và phong cách thi đấu nói riêng
cũng là một yếu tố hết sức quan trọng quyết định thành bại của các cầu thủ. Trước và sau Veron, có không ít bản hợp đồng bom tấn đã nhanh chóng đánh mất bản thân khi chuyển tới thi đấu tại Anh như Andriy Shevchenko hay Thomas Brolin. Thậm chí có những cá nhân dù đã có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm ở Premier League vẫn bị tụt phong độ thê thảm ngay khi đổi màu áo, ví dụ như Fernando Torres hay Alexis Sanchez. Tuy nhiên, các trường hợp kể trên cũng chính là những bài học quý giá dành cho các đội bóng về công tác chuyển nhượng, rằng hãy suy tính thật kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định để tránh việc tiền mất tật mang.